Nữa. Ok, let's go. Ok, đây là cái tấm bia. Đây là cái tấm bia mà mình sử dụng để mình có thể phun sơn lên. Còn đây, đó chính là một tờ giấy. Loại giấy này là khổ A4. Loại này có thể được bán trong các tiệm in ảnh. Nó là giấy in ảnh ấy. Còn nếu không mà các bạn nào muốn mua một khổ to hơn thì các bạn sẽ mua giấy đắp slate. Giấy này các bạn có thể ra những quán văn phòng phẩm bảo là cho cháu mua một tờ giấy bìa cứng A0. Họ sẽ đưa cho các bạn một tờ A0 thật là to, rất là to đùng. Nó sẽ có một mặt bóng như thế này và một mặt đằng sau nó sẽ bị nhám. Đây, mặt đằng sau nó sẽ bị nhám, màu nó xám 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 như thế này. Và tất nhiên các bạn sẽ vẽ trên mặt bóng rồi. Tất nhiên là thế. Ok, và tất nhiên trên phun sơn thì tất nhiên không thể thiếu sơn rồi. Và mình sẽ liệt kê ra cho các bạn 6 lọ sơn cần mua đầu tiên khi mà lúc mình mới bắt đầu mới học. Đó chính là màu xanh lá cây, green. Mẫu mã màu là 2A A214. Màu này màu xanh lá cây. Màu tiếp theo đó chính là màu xanh nước biển. Blue. Đó, màu này mình mua là Raven Blue nhưng mà không sao. Đó, và tiếp màu vàng. Màu vàng. Màu đỏ, red. Màu black. Và tất nhiên là màu trắng. Ok. Nếu bạn nào chưa từng xem qua về loại nghệ thuật này thì có rất nhiều. Đây là một môn nghệ thuật có thể tạo ra một bức tranh đẹp rất nhanh và cực kỳ đơn giản. Ui. Đầu tiên 6 lọ sơn thì chi phí phát sinh 6 lọ sơn với chi phí phát sinh ra có thể khoảng là 200 ngàn. Đó, chi phí với chi phí 200 ngàn thì mình có thể mua được toàn bộ loại sơn giấy. Và một cái yếu tố quan trọng nữa đó chính là những cái bay như thế này ở trong loại nghệ thuật phun sơn này. Đây là những cái bay vét sơn của những ông thợ sơn. Mình có thể mua loại này với giá là 10.000. Cái này là 10.000. Cái này cũng 10.000 nốt. Hoặc 15.000 thì gì đó. Mình cũng không quan tâm, mình mua lâu rồi. Đó thì với hai này và mấy bình sơn, các bạn thể tạo ra được những bức tranh khá đẹp. Và tất nhiên khi nói tranh phun sơn thì đúng, chúng ta sẽ nhắc tới những vũ trụ đầu tiên. Và đó chính là những cái mẫu như này. Đây là nắp của chai nước. Nó có hình tròn nhỏ và mình sẽ dùng để vẽ. Và tất nhiên là đây một cái cũng một nắp, nó có hình tròn, miễn là nó có hình tròn là được và nó có độ to nhỏ khác nhau và các bạn sẽ úp. Còn đây là hộp bánh Tipo. Đó. Đây hộp bánh Tipo, nắp nó hình tròn, mình cũng đã lấy ra để mình vẽ nốt. Và tất nhiên khi vẽ tranh sơn này, các bạn sẽ cần chú ý bình sơn này, kiểm soát lượng sơn thật tốt. Đó là một trong những yếu tố tạo nên bức tranh đẹp. Và tất nhiên là các bạn sẽ đừng quên một khẩu trang để bảo vệ, có thể bảo vệ sức khỏe cá nhân và lỗ thông hơi thoát khí, lỗ thở của mình. Và đó chính là một cái găng tay. Thực ra các bạn có thể cần một đôi nhưng mà mình sẽ dùng một chiếc thôi. Chứ thực ra mình lúc mình vẽ mình cũng không cần găng tay lắm, để thể bảo vệ sạch tay thôi. Chứ nếu không bị sơn dính vào thì hơi khó rửa một chút, không phải là không rửa được, nó sẽ khó rửa trong tầm 2 3 hôm các bạn mới rửa hết được. Đó, đó là những thứ đơn giản nhất để cần cho tranh phun sơn: giấy đắp slate, giấy in ảnh, mua các tạp quán văn phẩm, máy photo, quán những quán photo in ảnh và sơn. Tất nhiên rồi, 25.000 mình với giá thành mình mua là 25.000 một lọ, nhưng ở nhiều nơi khác nó sẽ bán với giá thành 30.000 một lọ. Các bạn nên vào những cửa hàng bán sơn lớn để có thể mua được những lọ 25.000 giá rẻ. 25.000 là giá rẻ, mình cảm thấy khá rẻ rồi. Còn tất nhiên đừng quên là mua hai cái bay, có thể tạo ra những đường highlight tuyệt vời trên những cái này. Ok, hôm nay vậy thì mình sẽ bắt đầu với những bước đơn giản của những tranh phun sơn. À, quên mất một chi tiết. Đó chính là các bạn hãy sử dụng những quyển vở đã bỏ đi, để mình sẽ lấy những cái tờ giấy này mình vò đi để tạo nên những cái đường nét nó nhằng nhịt, nó sẽ hơi nhằng nhịt nhưng mà nó sẽ đẹp ở những quả cầu của mình. Ok, về tranh phun sơn thì thực sự là có rất nhiều loại phong cảnh mình có thể dùng tranh phun sơn để vẽ, như thể là vẽ cảnh biển, cảnh mặt trăng, cảnh mặt trời, cảnh trong vũ trụ hay là những cảnh galaxy mộng mơ. Thì tất nhiên đối với tranh phun sơn này, galaxy là một thế mạnh của dòng tranh này. Ok, hôm nay mình sẽ bắt đầu cho những người mới học hoặc là những người bạn đang tìm hiểu về dòng tranh này, thì bước chúng ta có thể làm quen dần với tranh phun sơn bằng cách là học những thứ về vũ trụ, vẽ vũ trụ. Ok, mình đã chuẩn bị một cái hình tròn đây rồi. Ý tưởng của về vũ trụ là mỗi người của trong dòng tranh phun sơn, ý tưởng của mỗi người sẽ là rất khác nhau. Vì vậy khi các bạn vẽ, các bạn sẽ tự tạo cho mình một stylist riêng, không có ai có thể bắt theo được. Đó. Và khi các bạn lên đến một mức độ nào đó thì tranh của bạn sẽ có một ấn tượng nhất định đối với mọi người. Đó, thì cứ khi nhắc tới kiểu mẫu mã này thì tất nhiên đó là tranh của bạn rồi, không ai bắt chước được. Ok, hôm nay mình sẽ bắt đầu với đó chính là vũ trụ. Vẽ vũ trụ này thì các bạn có thể tạo dựng hình trước như này để các bạn có thể định hướng được cái hình tròn của mình nó ở đâu, hay tranh nó sẽ mình sẽ tưởng tượng được ra tranh bức tranh nó sẽ ra sao. Đó, mình có thể úp như này. Đó, thêm một màu nhỏ nữa. Ok, giờ mình sẽ dùng phình sơn đỏ, mình có thể phác họa ra. Các bạn có thể vẩy như này hoặc xịt thẳng. Ok, khi xịt thì bình sơn của mình mới mua, thành ra các bạn sẽ cần chú ý là lắc, phải lắc đều để cho tất cả những độ sơn ở trong nó sẽ tan ra, không nó sẽ bị hạt hạt như này mà màu sẽ rất là mờ. Khi lắc thì các bạn có thể lắc mạnh, lắc lên, lắc xuống các kiểu, biết làm sao cho bình sơn nó màu ra đẹp là được.
Đó, lắc lên màu sẽ đẹp hơn, tươi hơn rất là nhiều. Ok, mình có thể đã định hình xong một số chỗ mình cần dựng mấy quả cầu. Ok, và tất nhiên là đừng quên đeo găng tay. Thực ra mình đang đi học thành ra cũng rất sợ bẩn tay, đến lớp sẽ tay không được đẹp cho lắm, đại loại là cờ rút sẽ mắng ngất kiểu đó. Ok, trước tiên thì các bạn sẽ dựng hình xong này, sau đó các bạn sẽ chú ý các bạn muốn độ sáng nó ở giữa. Mình sẽ dùng lọ sơn trắng tiếp. Lọ sơn trắng mình đã mua cũ rồi, lọ sơn trắng để mình định hình dựa chỗ ở giữa, mình sẽ chỗ ở giữa là sáng nhất. Vậy thì những chỗ này sẽ sáng nhất và nó sẽ tối dần về phía dưới. Cho em thấy, sáng nhất ở đây nó sẽ tối dần về phía này. Và bức cái này cũng thế, nó sẽ tối dần ra hướng này. Ok, vậy mình sẽ xịt trước. Mình sẽ phối màu. Mình muốn cái này màu đỏ. Quả cầu này màu vàng đi. Đó, khi mà các bạn lắc sơn kỹ nó sẽ bị ra như này. Vì vậy cần lắc sơn thật kỹ. Lắc lâu là được. Nó sẽ ra hình ảnh màu rất là tươi. Ok, vậy mình đặt độ sáng ở đây. Thế nên mình sẽ phẩy thêm một ít màu trắng ở đây. Sao sơn nó ra đẹp nhất có thể là được. Và ở cuối này nó sẽ là phần tối nhất. Vậy nên mình sẽ xịt dùng màu đen để mình xịt. Khi mà xong rồi thì các bạn sẽ dùng một tờ giấy báo. Đây là sách giáo dục công dân của mình hồi lớp 5. Lâu hết rồi. Dùng giấy báo mình có thể vò lại. Vò lại sao cho nó nhăn. Và khi đó mình sẽ đặt lên cái này. Đặt lên cái vùng này. Đó. Mình sẽ dùng kiểu vuốt như vuốt người yêu. Vuốt một cách nhẹ nhàng thôi. Không nên mạnh quá. Tại vì nó sẽ làm chật những cái tông màu sơn mình đã xịt sẵn đó. Vuốt rất nhẹ nhàng như kiểu vuốt người yêu ấy. Đó. Và khi các bạn lật ra, hình ảnh nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó. Nó sẽ như này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Sau khi lật ra rồi thì các bạn sẽ dùng bình sơn đen. Đâu rồi? Rồi mình sơn đen. Các bạn sẽ highlight nhẹ tối chỗ này đi một chút. Đó, tại vì nó tối dần từ đây vào đây mà. Và chỗ này các bạn có thể để lên sáng lên một chút bằng cách xịt sơn trắng. Đó, trông hình ảnh rất là đẹp đúng không? Và ok, khi mà xong rồi thì màu nó sẽ rất là tươi như thế này. Màu sẽ rất là tươi này, mình sẽ đậy nắp sơn lại. Mình sẽ đậy lại nhé. Ok. Và tiếp theo đó, lên quả cầu tiếp theo, quả cầu này mình sẽ muốn quả cầu này màu xanh đi. Đó là mình sẽ dùng lọ Raven Blue và lọ xanh lá cây Green. Đó, lọ Green này mình cũng mới mua, thành ra màu nó sẽ cực kỳ nhạt luôn. Khi mà lắc lên màu sẽ ra màu đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thấy không? Xịt nó sẽ tối hẳn hơn. Đầu tiên lọ này mình dùng lâu rồi, nó sẽ đỡ bớt hơn một chút. Đó, vẫn là như thế, các bạn sẽ xác định phần sáng và phần tối. Mình sẽ để phần sáng ở đây. Đó, phần đen ở cuối. Rồi, ok. Tiếp tục, mình sẽ lại dùng tờ giấy để tạo nên những nếp nhăn như lần trước. Đó, nó sẽ ra hình ảnh khá đẹp đúng không? Ok, sau rồi thì mình sẽ lại dùng tiếp màu đen để xác định lại phần sáng tối. Đó, đại loại là tạm thời như vậy. Mình sẽ để quả cầu này như thế này. Các nhìn nó cũng khá đẹp à. Ok. À không. Mình nghĩ là mình nên mình vó chưa kỹ, thành ra nó nhăn hơi ít. Đó, nhăn này thì đẹp hơn. Đó, đây là xịt trắng. Đây là. Rồi, ok, còn phần này. Phần này thì mình nghĩ là đơn giản hơn rất là nhiều. Phần này mình sẽ muốn tạo một cái hố đen. Hố đen ở đây, vậy nên mình sẽ xịt màu đen trước. Mình sẽ xịt màu đen trước. Mình muốn tạo cái hố đen vũ trụ ở đây, vậy nên mình sẽ xịt màu đen. Ok, trong hình ảnh mình có vẻ hơi bóng. Mình sẽ để lại đó. Ok, mình đã để lại chỗ này rồi. Sau đó thì mình sẽ xịt đen hết toàn bộ tờ giấy. Các bạn chú ý khi mà các bạn xịt này, các bạn cầm mình xịt đây, các bạn xịt thẳng ra như này. Ở phần riêng mép này nó sẽ không bị đen hết ý. Và khi các bạn lật ra sẽ rất xấu. Thế các bạn cũng chú ý là nên xịt toàn bộ luôn. Ok, sau khi xịt xong thì chỗ này mình đã úp chỗ này màu đen. Vậy nên mình sẽ, đó chính là mình sẽ xịt một ít trắng ở đấy. Có vẻ mình quên mất không để cái gì lên, nó bị lệch một chút rồi. Nhưng được rồi, không sao. Cho nó ra luôn. Chỗ này có vẻ
không hợp tầm lắm. Đó, sau khi đen hết rồi thì đây là phần mà mình cũng như là các bạn mới học sẽ là thích nhất, đó chính là xịt hai sao, xịt sao tay. Các bạn chú ý trong khi xịt sao này, các bạn sẽ chỉ lên hai đầu ngón như này. Đó, và khi búng các bạn sẽ dùng ngón cái đấy thế này hất ra. Các bạn chú ý là mình sẽ vẩy hết mấy đợt sơn đầu đi. Mấy đợt đầu đi tại nó sẽ sao nó sẽ bị to. Đó, sao mình vẩy. Vậy. Đó, và tất nhiên là đến lúc chúng ta mở rồi. Để xem có gì nào. Ok, một quả cầu màu xanh và một hành tinh màu đỏ. Có thể gọi là mặt trời đi. Yes. Ok, vậy là bước đầu tiên dành cho các bạn học phun sơn. Có thể là tệ hơn như thế này, hoặc cũng có thể là đẹp hơn. Mình là cũng tập được một thời gian khá lâu rồi, nên mình sẽ hình ảnh của mình sẽ là đẹp hơn một chút. Ok, đây cho em phun sơn. Các bạn chú ý là nó sẽ rất là bóng, đúng không? Nhìn rất là đẹp. Tại vì sơn này là như kiểu sơn tường đó, nó sẽ rất là bóng và khi mà nó khô đi nó sẽ cứ bóng như này thôi. Nó không bị bay màu được, thành ra nó sẽ rất là đẹp. Đó. Nhìn đúng kiểu mặt trời luôn. Ok, và tất nhiên là khi mà vẽ xong thì các bạn chú ý là những bức tranh như thế này nó sẽ là rất là đặc biệt, nó đặc trưng là của riêng bạn thôi, các bạn có thể ký tên một chút. Đó. Các bạn có thể ký tên để đánh dấu đây có thể là một tác phẩm của mình hay thế nào đó. Rồi, ok. Vậy thì clip mình có thể kết thúc tại đây. Ok, về bức tranh phun sơn. Các bạn nếu có bất cứ điều gì thắc mắc về khi mà mới học thanh phun sơn này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến tới với Facebook Nguyên Huyên Cun hoặc là Nguyên Huyên Cun của mình, thì mình sẽ đây giải đáp thắc mắc cho các bạn, hoặc các bạn có thể liên hệ với cộng đồng tranh phun sơn Việt Nam hoặc là Spray, hoặc là liên hệ nhóm công khai Spray Pen Art Việt Nam, thì chúng mình sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc cho các bạn về dòng tranh phun sơn này. Rồi, ok, vậy là bức tranh của ngày phun sơn phần 1 có thể đã kết thúc tại đây. Mình sẽ tiếp tục ra những các clip mới về loại dòng tranh này, hoặc cũng có thể là các mẫu vẽ, các bài học tiếp theo dành cho các bạn mới học, mới bắt đầu. Ok, các bạn nhớ đón xem clip tiếp theo của mình. Ok, bye bye.